đây đó mình website đây cho bán hàng đây hồi nãy năm có để coi nãy nãy Missioni nó có cho một cái ý tưởng nữa để em coi lại thử trên ChatGPT chứ nãy năm hỏi nó có nhiều cái ý tưởng để kiếm tiền từ thằng con Missioni này á thì đã coi nó đây để coi còn gì nữa không. Missioni là một trang web rồi tạo nội dung trên mạng xã hội ha, đúng rồi mình sẽ tạo nội dung trên mạng xã hội để thu hút người khác nè, đăng ký trở thành đối tác của Midjourney, rồi sử dụng các hình ảnh như một dự án thương mại nè ha. Nếu bạn là doanh nghiệp mình có thể tạo ra những dự án và những cái hình ảnh rất là độc quyền, mình có thể đem đi bán hoặc là chia sẻ cho người khác để mình kiếm thêm thu nhập, hoặc là mình đi thiết kế này đó, thiết kế trên áo thun, thiết kế trên những cái cốc, những cái chai để làm xây dựng thương hiệu của mình, hoặc là mình tạo ra những cái ứng phẩm, những cái bất động sản rồi rất là nhiều luôn. Nói chung Midjourney nó giúp cho mình rất là nhiều. Còn cái trang Leica.ad đó thì em tặng thêm cho mọi người thôi, cho những người mà không rành có thể tạo cái con Midjourney nó tốn thời gian và khó thì có thể làm cái con Leica.ad nó cũng khá thú vị ha. Ở đây ngày hôm qua ai đã kịp sở hữu cái cuốn ebook rồi comment số 1 ạ. Ai đã kịp sở hữu cái bộ ebook và khóa học của tôi rồi comment số 1 xuống. Ai đã sở hữu cả bộ combo combo xịn sò bao gồm tất cả các khóa học của tôi comment số 2 ạ. Trừ khóa cơ bản. Ai đã sở hữu được cái gói nâng cao rồi ạ? Ai sở hữu được gói cơ bản thì comment số 1, ai sở hữu được gói nâng cao comment số 2 nhá. Ôi chúc mừng anh chị nhá. Chúng ta cùng xem một cái clip tôi tự tạo ra với AI. Chào mừng các chị đến với sự kiện Web Edu Strategy. Tôi là Cao Vương, CEO và Founder của Unica. Và ngày hôm nay, tôi rất là vui mừng để chia sẻ tới các chị chủ đề xu hướng áp dụng công nghệ AI trong kỷ nguyên chuyển đổi số. Làm thế nào để chúng ta áp dụng công nghệ và làm thế nào để chúng ta có những bí quyết tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực đào tạo, đặc biệt là trong mùa tuyển sinh năm nay. Ok, nếu chị đã sẵn sàng thì xin mời chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Trong video này tôi sử dụng một loạt công cụ của AI. Anh chị có muốn làm một cái tác phẩm như thế này không ạ? Để tôi hướng dẫn. Nào, ai muốn làm cái một cái video như này nào? Comment tôi muốn xuống ạ. Muốn không? Rồi. Ngày hôm qua thì ngày hôm qua thì chúng ta đã làm thử với công cụ là đi.id đúng không? Giọng này là giọng của tôi đây, đâu rồi, không phải giọng của AI. Thì chúng ta xem các bước sau nhé. Chào mừng các chị đến với sự kiện Web Edu Strategy. Tôi là Cao Vương, CEO và Founder của Unica. Bây giờ bạn Trinh à, ban tổ chức hỗ trợ bạn Trinh nhá, các câu hỏi chúng ta giải đáp sau được không? Anh chị muốn nghe tôi giảng hay là muốn hỗ trợ câu hỏi của chị nào? Vui lòng các câu hỏi để sau nhé, tập trung nghe tôi giảng, tập trung thực hành đã nhé. Từ từ, đâu đó khóc vào đấy. Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu với một cái bước là bước thu âm giọng nói của mình. Chúng ta vào online recorder là được. Chúng ta dùng công cụ này để thu âm giọng nói của mình online. Nhé. Rồi. Chúng ta nghe thử nhá, bắt đầu thu âm thử này. Chúng ta có thể yêu cầu bạn AI viết cho chúng ta một nội dung đi. Được chưa ạ? Chúng ta có thể yêu cầu bạn AI viết tầm nội dung đi. Tôi rất thích anh chàng thích rất thích tổng thống tốt Donald Trump. Đó là sao mà tôi lại cho ví dụ với Donald Trump đi. If you are Donald Trump. Nào anh chị nào muốn tôi bán hàng cho chị nào? Anh chị muốn tôi bán hàng cho chị sản phẩm gì nào? Introduce me. Anh chị muốn tôi bán sản phẩm gì cho anh chị nào? Quần áo cho chó mèo á? Áo mưa, bó học gì?
tour Thái Lan, bếp từ, có sản phẩm thú vị hơn nào? Nước khoan, nội thất, bao cao su gì đấy? Bao cao su cái hãng là tên là gì? Máy in, bao bì, thực phẩm chức năng, khẩu trang. Có sản phẩm gì nghe lạ lạ thú vị một chút nhỉ? Thực phẩm chức năng, hôi chân, hai con sâu. Donald Trump bán nội y à? Cũng được nhỉ. Dầu tỏi, bao cao su gì, máy massage mắt, gói tập gym. Rồi bây giờ cho bán một cái chưa sản phẩm mà thú vị lắm nhỉ. Rồi bán cái bao cao su đi nhá. Rồi. A new introduce a new product called a new condom. Condom viết thế nào nhỉ? Condom viết thế này. Condom đúng không? Đúng không? Câu chăm chăm gì bây giờ nhỉ? Chăm rách đi. Rồi. Tiếng Anh giọng của Donald Trump nó phải tiếng Anh. Nó mới chuẩn. Chăm rách. The best condom in the world. À, nó từ chối làm Donald Trump anh chị ạ. Được rồi, để tôi sẽ yêu cầu đó. Just khi mà nó từ chối làm Donald Trump không sao đâu, just for fun only. And you are Donald Trump. You are... Có lẽ sản phẩm mà con sản phẩm bao cao su nó hơi nhạy cảm chị ạ, lại cho Donald Trump quảng cáo. Lần này nó là từ chối à, có lẽ sản phẩm bao cao su này nó không phù hợp để cho ông Donald Trump nói chăng? Anh chị chọn sản phẩm khác đi, tôi đang sợ rằng là sản phẩm này hơi tế nhị với Donald Trump nhé. Thôi bây giờ tôi cho vào sản phẩm một loại rượu mới vậy nha, hay là nước bé đọc nước à? Nước hoa. Ok. Ví dụ nước hoa đi. New a new smart table. That a smart table. Smart furniture. Anh chị thấy không? Quảng cáo bao cao su thì nhất định không quảng cáo, nhưng mà sản phẩm khác thì chấp nhận được. Chứng tỏ là anh nó hiểu mình muốn ấy đúng không? Nó hiểu là khi mà gắn với một tổng thống như này thì nó cũng tìm cách nó né đấy chị ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào Google dịch để chuyển tiếng Việt xem ngài Donald Trump nói gì về sản phẩm này. Rồi. Ok, ngài nói rất nhiều tuyệt vời. Anh chị vừa để cho Donald Trump bán hàng anh chị là chuẩn luôn đấy. Rồi. Đảm bảo là ai cứ để cho Donald Trump quảng cáo là anh chị sẽ bán được hàng rất dễ nha. Chúng ta sẽ cố gắng nói nội dung này. Được chưa ạ? Và để nói nội dung này thì chúng ta có thể
Dùng hai tab đi ạ, một tab là nội dung nha. Note. Chúng ta bắt đầu ghi hình nha. Ghi âm. Chị đợi tôi chút nhé, tôi đang mở cái phần nội dung này. Ok, chúng ta sẽ muốn giới thiệu cái sản phẩm mới chúng ta đúng không ạ? Chúng ta gõ nội dung vào đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gõ nhé. Vâng, xin chào các bạn. Tôi rất là vui được giới thiệu với các bạn một cái chiếc bàn nội thất thông minh. Và tôi nói cho bạn biết đây là chiếc bàn nội thất thông minh tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Chưa từng thấy một sản phẩm nào giống như nó trước kia. Đây là một chiếc bàn vô cùng tuyệt vời. Nó sẽ làm bạn kinh ngạc. Nó có tất cả... À, viết lại nha. Đọc hay vấp rồi. Chúng ta có thể cầu viết lại chút. Anh chị nghe được không ạ? Ok. Chúng ta vào đây để thu âm. Xin chào các bạn, rất là tuyệt vời để tôi giới thiệu cho anh chị một cái chiếc bàn thông minh. Và đây là một chiếc bàn thông minh nhất mà tôi từng thấy. Chưa từng thấy một chiếc bàn nào như nó trước kia. Đây là chiếc bàn có thể làm bạn kinh ngạc. Nó có tất cả những công nghệ và tính năng mới nhất mà bạn muốn có trong một món đồ nội thất. Nó có thể kích hoạt bằng giọng nói. Vì vậy tất cả những gì bạn cần làm là yêu cầu nó có thể làm những điều bạn cần. Ví dụ như là gấp lại hoặc là xếp ra. Bạn có thể nó yêu cầu bật cái phi đèn ngay phía trên nó, được chưa ạ? Thậm chí là thay đổi nhiệt độ. Và rất là tuyệt vời khi đây là chiếc bàn mới được ra mắt. Và tôi nói cho bạn biết, đây là chiếc bàn nội thất thông minh nhất mà bạn từng thấy. Chưa từng có một chiếc bàn nào trước kia mà tôi đã thấy có tính năng như vậy. Rồi, sau đó thì chúng ta download về. Và bây giờ tôi sẽ dùng cho anh chị một cái công nghệ AI để khiến giọng nói của chúng ta hay hơn. Chúng ta nghe thử giọng nói của mình nha. Xin chào các bạn, rất là tuyệt vời để tôi giới thiệu cho anh chị một cái chiếc bàn thông minh. Và đây là một chiếc bàn thông minh nhất mà tôi từng thấy. Chưa từng thấy một chiếc bàn nào như nó trước kia. Bây giờ, mặc dù ở đây anh chị chúng ta ghi âm trực tiếp qua máy tính như này, nhưng ai trong số anh chị muốn AI sẽ biến giọng nói của chúng ta như vào trong phòng thu chuyên nghiệp với những thiết bị đắt tiền hàng ngàn đô? Anh chị có muốn điều này không ạ? Giọng nói chúng ta đang thu vo như vậy, nhưng mà chúng ta có muốn rằng là không cần phải vòng thu, không phải mua cái mic tốn vài trăm đô, chúng ta vẫn có một cái âm thanh vô cùng tuyệt hảo với sự hỗ trợ của AI không? Chúng ta có muốn điều này không ạ? Chúng ta nếu mà đã định làm video thì chúng ta phải hiểu rằng giọng nói là một cái rất quan trọng. Nhưng giọng nói chúng ta nếu thu âm trực tiếp kiểu như này có thể nó không đủ hay. Và chúng ta có muốn là dùng AI để giọng nói chúng ta hay hơn không ạ? Có muốn không ạ? Rồi, thì chúng ta vào công cụ sau. Vào công cụ Postcard của Adobe. Đây là công cụ AI sẽ giúp cho chị có giọng nói hay hơn rất nhiều so với giọng nói cũ nha. Nó khử được tạp âm. Ví dụ như là có những cái âm thanh, tiếng quạt, tiếng gió,
nó cũng có thể khử được cho chị nhá. Chúng ta chỉ cần khoảng pha âm thanh đấy thôi, nó sẽ biến giọng nói của chị trở nên hay hơn, trầm ấm hơn. Kể cả live stream thì không được, nhưng mà đây là mình ném cái file ghi sẵn mà. Với cách này thì giọng nói của chị sẽ hay hơn rất là nhiều. Chúng ta nghe thử giọng cũ của tôi với giọng mới nha. Anh chị nào muốn nghe rõ thì bật loa hoặc là nghe tai nghe. Tăng dung lượng nó không nhiều, nó đã dùng AI để nó khiến giọng nói chúng ta hay hơn, loại bỏ tạp âm nhá. Đấy. Sau đó thì chúng ta vào sẵn trang DID để chúng ta ghi âm tạm đã nhé. Để chúng ta chuẩn bị cho cái phần biên tập lên thời sự ha. Chúng ta vào đây như ngày hôm qua thì chúng ta đã học qua cái phần này rồi. Chúng ta hãy đăng nhập và chúng ta up lên cho mình một cái avatar. Ngày hôm qua đã anh chị nào làm được phần này rồi comment tôi xuống được không ạ? Có anh chị nào đã làm xong cái phần video của mình rồi? Đã làm được chưa? Đăng nhập thì chúng ta đăng nhập bằng Gmail nhé. Đăng nhập vào Gmail là được. Chúng ta đăng nhập vào Gmail nhé. Là chúng ta có thể đăng nhập được. Rồi, chúng ta làm được rồi đúng không? Anh chị có test test tên tôi không đấy? Tôi chưa 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 để ý là anh chị đã làm rồi, test tôi tên tôi tìm nhé. À, lưu ý quá. À, sau khi chúng ta có âm thanh, chúng ta sẽ đưa vào cái phần này. Được chưa? Đợi một chút nha. Nó đang xử lý. Tôi thử mở thêm một tab nữa xem xử lý nhanh hơn không. 5 phút là chị nói thoải mái rồi mà. Đủ làm cho một clip ngắn. Hơi chậm nhỉ. Rồi nhá, để tôi thử làm lại. Không hiểu sao cái file này lên chậm như thế. Bình thường tôi đưa lên nó in hand rất là nhanh chị nhá. Chúng ta sẽ thấy rằng là chất lượng âm thanh của chúng ta sẽ khác hoàn toàn so với trước kia. 1 giờ âm thanh thoải mái miễn phí mà. Đấy. Đây chúng ta nghe thử một cái âm thanh cũ này. I'm in a conference room with the window open and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with chúng ta để ý là nghe có chịu tạp âm không? Ở đây có anh chị nào đang nghe tai nghe không? Nghe kỹ nhá. Enhanced speech. All of the background noise. Sau khi đã enhance lại tự động này. Noise and echo is gone as if I recorded this in a professional studio. Có hay hơn không ạ? I'm in a conference room with the window open, and it's pretty echoey in here too. Not the best place to record audio. Yet with enhanced speech, all of the background noise and echo is gone, as if I recorded this in a professional studio. Đây là bí quyết mà anh chị sở hữu một cái giọng nói như thể trong phòng thu đấy ạ. Đấy, cực kỳ đỉnh cao, loại bỏ hết tạp âm. Đấy, nha. Và nó tự động loại bỏ nhá. Đấy. Rồi. Nghe rõ hơn rất là nhiều. Thì chúng ta đợi cái phần mềm này nó xong thì chúng ta chỉ cần ném cái tệp âm thanh lên. Tôi giả sử là tôi đã xử lý xong âm thanh rất trong trẻo, rất ngon lành nhá. Chúng ta bấm vào phần audio này. Chúng ta ném giọng mình vào đây. Được chưa ạ? Rồi. Sau đó thì chúng ta bấm vào Generate Video. Rồi. Generate.
Chúng ta đợi một lúc thì nó sẽ tạo xong cái đoạn video vừa giới thiệu sản phẩm chúng ta. Sau bước tiếp theo, chúng ta vào Canva. Anh chị hãy bấm vào cho tôi cái phần là tạo video trên Canva. Được chưa? Sau khi chúng ta vào cái phần tạo video của Canva, thì chúng ta search cho tôi từ sau. Lúc này video chúng ta đã gần xong rồi đúng không ạ? Đã xong rồi. Chúng ta nghe thử lại. Xin chào các bạn. Rất là tuyệt vời để tôi giới thiệu cho anh chị một cái chiếc bàn thông minh. Và đây là một chiếc bàn thông minh nhất mà tôi từng thấy. Anh chị thấy rằng âm thanh khi mà chưa sử dụng AI thì nó vẫn chưa ngon lành lắm đúng không ạ? Đấy. Hy vọng là lát nữa tôi sẽ kịp có cái bản âm thanh của AI. Lúc này thì chúng ta hãy gõ vào template cái từ sau khóa sau. Virtual Studio Set. Được chưa ạ? Chúng ta vào đây nha, chúng ta search cho tôi là Virtual vào Element. Sau đó chúng ta chọn Video. Như vậy là chúng ta có tất cả loại phòng thu ảo, được chưa? Trường quay ảo. Chúng ta có thể gắn mình trên mọi cái trường quay này. Có tuyệt vời không ạ? Có thể là một cái màn hình lớn, một chiếc TV lớn. À, có thể là cảnh mà chúng ta đang nói ở một cái trường quay, ở giống như là đài truyền hình Việt Nam vậy. Rất là đẹp và chuyên nghiệp nhé. Rồi, chúng ta chỉ cần chọn một mẫu thôi. Anh chị nào mà có hình của mình đang đứng ấy, thì chúng ta chọn những cái hình đứng này rất là đẹp. Chiếu sóng rất là đẹp luôn, chiếu rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ chúng ta muốn quảng cáo chiếc bàn này trên TV chẳng hạn. Và chúng ta muốn mình xuất hiện trên TV chẳng hạn, đúng không? Chúng ta có thể chọn một mẫu có màn hình TV. Đó. Chọn một mẫu mà anh chị ưng ý nhất nha. Rồi ví dụ như mẫu này hạn đi. Sau đó anh chị sẽ muốn là chúng ta vẫn chưa xong rồi đấy. Chúng ta download cái video này về. Sau khi download xong chúng ta up lên Canva. Được chưa? Up lên Canva. Rồi. Sau đó thì chúng ta chỉ cần vào thả vào cái trường quay ảo này là xong. Chúng ta thả vào cái màn TV này nhé. Rồi, như vậy là nó đã upload cho chúng ta xong cái video vừa rồi và chúng ta kéo vào nha.
Ok, chúng ta sau khi video tải vào xong thì chúng ta kéo vào cái phần video này. Anh chị đợi một lúc cho nó tải nốt nhé. Rồi, xong rồi. Chúng ta sẽ kéo vào clip này. Chúng ta kéo, đầu tiên chúng ta kéo to hẳn video nhé. Nó đang hiểu nhầm là chúng ta lấy cả khung hình này. Rồi. Xin chào các bạn, rất là tuyệt vời để tôi giới thiệu cho anh. Chúng ta kéo căn cái này vừa so với cái tivi chúng ta nhé. Được chưa? Kéo và chúng ta căn vừa cái tivi của mình. Ok, về cơ bản là như vậy là chúng ta đã xong một cái tivi và chúng ta có thể xem. Xin chào các bạn, rất là tuyệt vời để tôi giới thiệu cho anh chị một cái chiếc bàn thông minh. Và đây là một chúng ta có thể là cắt cái background đi nhé, cho đẹp nhé. Chúng ta có thể cắt background đi bằng cách là bấm biểu tượng background remover, được chưa? Thì nó sẽ cho chúng ta lên được cái một cái trường quay ảo như thế này nhé, được chưa ạ? Nó sẽ tự tạo ra khẩu hình nhé. Ok, anh chị ngày mai thực hành cho tôi phần này nhé. Đấy, như vậy là tôi vừa chỉ cho anh chị cách để chúng ta có thể biến mình trở thành một biên tập viên truyền hình, biên tập viên thời sự, chỉ bằng cách là chúng ta kéo video của mình vào một cái phòng thu ảo như thế này trên Canva. Ok chưa ạ? Rồi, anh chị nào thấy có tuyệt vời không ạ? Chúng ta thấy tuyệt vời không ạ? Mai làm luôn nhá. Đấy, nó sẽ tự tách của chúng ta ra thì chúng ta đưa lên TV rất là hợp, rất đẹp luôn. Đấy, nó đang tự tách background rồi. Ok, ngon lành đúng không ạ? Như vậy quay video ngồi đói, cái video này là mình chỉ cần ảnh thôi mà, chụp hình là được mà, mình chọn hình mình là được. Như vậy tôi vừa chỉ cho chị có hai công cụ về AI nhé. Đấy, thứ nhất là chúng ta dùng DID để biến cái avatar, biến cái ảnh của mình thành video, và sau đó thì chúng ta sử dụng công cụ Enhance giọng nói để khiến chào mừng các chị khiến giọng nói của mình mượt mà nhé. Mình không cần phải bỏ ra hàng hàng ngàn đô để mua mic xịn nữa. Và giờ đây với công cụ AI kia thì anh chị chúng ta có thể in hand, được chưa ạ? Không phải bỏ ra những thiết bị đắt tiền này.
rất nhiều anh chị chúng ta làm cái nghề mà gọi là vlog chẳng hạn, chúng ta phải bỏ ra những thiết bị vài trăm đô đúng không ạ? Đấy. Thì giờ đây thậm chí anh chị không phải bỏ tiền mua nữa, nó còn hay hơn cả cái mic mà anh chị mua nhá. Rồi. Về Midjourney thì chúng ta đã vừa được anh Nam Sadoma chúng ta được xem demo rồi. Thì đây là công cụ mà giúp chúng ta có thể tạo ra những hình ảnh minh họa cho những cái quảng cáo, mẫu quảng cáo của mình, được chưa ạ? Tiếp theo tôi chia sẻ cho chị cách để chúng ta có thể tự động hóa cái việc gửi email nhé. Khi mà chúng ta có một cái email thì để làm sao mà chúng ta trả lời thật nhanh chị ạ, thì chúng ta có thể cài một cái extension có tên như sau, à Chat GPT Writer nhé, đó cái biểu tượng hình xét như này. Khi đó khi anh chị có hàng chục email vào, chúng ta có thể trả lời email một cách tự động, một cách nhanh chóng chỉ với một cái bấm chuột. Rồi. Ví dụ như là chúng ta muốn trả lời cái email này chẳng hạn. Chúng ta muốn trả lời, chúng ta bấm vào reply. Được chưa? Và chúng ta đọc cái email này thì chúng ta thấy rằng là cái sản phẩm này rất tuyệt vời. Ok, và chúng ta muốn tham gia sản phẩm này thì chúng ta bấm vào cái biểu tượng này. Sau khi chị cài xong thì nó sẽ cho chúng ta một cái câu lệnh là hãy viết cái câu trả lời email này đúng không ạ? Rồi. Viết câu trả lời email này rằng mình đồng ý hay không nhá. Rồi. Đấy. I love to try cô đọc. Chúng ta chỉ cần gõ vài từ khóa thôi. Sau nó bấm Generate. Được chưa? Rồi, ok, tuyệt vời. Thế là nó ra chúng ta cả cái mẫu email. Chúng ta có thể bấm. Rồi, bấm Insert. Và chúng ta có thể bấm gửi đi. Được chưa? Như vậy là anh chị chỉ mất một vài giây thôi là chúng ta gửi một cái email rất chuẩn chỉnh theo cái ý mình luôn. Có tuyệt vời không ạ? Nhá. Và nó có thể sử dụng trả lời với email cả tiếng Việt và tiếng Anh nhá. Cả tiếng Việt và tiếng Anh, được không ạ? Rồi. Đấy là cái công cụ mà giúp chúng ta trả lời tất cả những email của mình rất nhanh chóng. Chúng ta chỉ cần bấm và chúng ta gõ từ khóa thôi. Nó sẽ tự tạo cho chúng ta một cái nội dung để chúng ta có thể trả lời tất cả những email trong cái inbox của chúng ta nhé. Rồi. Trả lời tự động trên Messenger á? Trả lời tự động trên Messenger hả? Anh chị muốn trả lời tự động trên Messenger cơ à? Tí nữa tôi sẽ chia sẻ nhé. Như tôi đã chia sẻ ngày hôm qua, đó là YouTube Summary. Anh chị có thể tóm tắt cả một cái video YouTube, nhớ không ạ? Chúng ta transcript ra tất cả kịch bản, những cái nội dung của YouTube và từ đó chúng ta tóm tắt với ChatGPT, tóm tắt bất kỳ nội dung nào trên YouTube. Rồi, ok. Và cái mà anh chị vừa hỏi đây, anh chị có thể cài một cái gọi là Merlin. Cái này sẽ giúp anh chị có thể chat mọi nơi trên bất kỳ chỗ nào anh chị muốn. Anh chị chỉ gõ là Ctrl M thôi ạ. Thì nó sẽ hiển thị ra cho anh chị để chúng ta có thể chat với cả công cụ này bất kỳ trên trình duyệt nào. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ test luôn cái công cụ này nhé. Giả sử chúng ta đang ở một cái email mà chúng ta muốn gửi email rất là nhanh. Được chưa ạ? Thì chúng ta chỉ cần vào là Chrome mở thôi. Đầu tiên thì chúng ta cần phải sign in, đăng nhập với extension này đã, anh chị nhé. Đăng nhập này. Sau khi anh chị tải thành công,
thì chúng ta hãy vào cái trang này. Được chưa ạ? Chúng ta sign in. Sau khi chị đã sign in thành công, chúng ta chỉ cần gõ Ctrl M thôi là chúng ta có thể triệu hồi chat GPT mọi lúc mọi nơi. Chưa? Ví dụ tôi đang ở màn hình này, tôi có thể là gõ Ctrl M và chúng ta ra lệnh viết cho tôi một bài viết giới thiệu sản phẩm nước hoa cao cấp. Một bài quảng cáo. Rồi, ví dụ chúng ta đấy, với cấu trúc AIDA chẳng hạn. Được chưa? Chúng ta có thể triệu hồi chat GPT bất kỳ lúc nào chỉ bằng gõ Ctrl M. Như vậy, giả sử anh chị đang ở trong cái email hoặc là đang trong Messenger chẳng hạn, chúng ta chỉ cần gõ Ctrl M thôi là chúng ta triệu hồi được chat GPT và chúng ta có thể trả lời nhanh chóng. Có tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời không ạ? Nhá. Anh chị có xem được màn hình của tôi không? Không hiện thao tác à? Có mà đúng không? Rồi, có mà. Nào anh chị thấy cái này hay có hay không ạ? Chúng ta chỉ cần gõ thêm M thôi. 11 câu một ngày. Trước nó là 16 câu. Bây giờ nó giảm 11 câu. không sao. Nhưng mà chúng ta có thể bấm Ctrl M bất kỳ lúc nào. Chúng ta dùng cũng rất tiện. Đấy, bình thường là chúng ta vẫn vào chat GPT mà. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng mà lúc nào mình cái tiện mình chỉ cần gõ Ctrl M. Ví dụ ở đây tôi đang ở một cái slide của tôi nhé. Tôi thử nha. Tôi đang ở phần trình bày bài giảng đúng không ạ? Và mình chỉ cần gõ là Ctrl M. Đây, có lẽ là chúng ta sẽ cần phải triệu hồi nó theo cách này. Đấy, chúng ta chỉ cần gõ Ctrl M thôi là cái màn hình này ra và chúng ta có thể đưa ra một cái câu lệnh mới nhá. Đấy. Nó cũng có thể cho chúng ta lưu những cái câu lệnh mà chúng ta hay dùng. Được chưa? Rất là tiện. Đó. Đăng ký á, cái này nó có cần phải đăng ký đâu. Chúng ta chỉ cần đăng nhập qua Google được mà. Vừa nãy anh chị chúng ta có hỏi tôi là làm thế nào để em tải một cái công cụ chat GPT mà trên điện thoại đúng không? Thì anh chị hãy tải ứng dụng sau. Ứng dụng này nó có tên là Poll. Poll anh chị ạ. Để tôi sẽ chia sẻ màn hình cho chị. Ứng dụng này có tên là Poll chị nhé. Ban tổ chức xét cho tôi quyền chia sẻ trên điện thoại. Ví dụ, anh chị nhìn được cái màn hình điện thoại thôi đúng không ạ? Ứng dụng này có tên là Poll. P-O-E. Và trong ứng dụng này nó có 3 con robot. Để chị có thể chat. Con đầu tiên là con Sage. Con này bản chất nó là chat GPT. Con thứ hai là con Claude. Và con thứ ba là Dragonfly. Điều gì tuyệt vời ứng dụng này? Chúng ta chat thử với bạn Sage chẳng hạn.
chúng ta có thể đặt các câu hỏi khác nhau, được chưa? Ví dụ như đây là tôi yêu cầu là vẽ cho tôi một cái bốc và có biểu tượng mặt cười. Đấy. Hoặc là tôi muốn là có 3 biểu tượng mặt cười và con rắn. Nó sử dụng chất GPT nhé. Để vẽ cho chúng ta như vậy. Và cái điều tuyệt vời của ứng dụng này ấy, là chúng ta không chỉ dùng chất GPT miễn phí. Mà là chúng ta có thể xem những người khác họ đang dùng dòng lệnh gì. Đó. Xem người khác đang dùng dòng lệnh gì. Đấy. Mà chúng ta thấy rất nhiều dòng lệnh hay ho. Ví dụ ở đây, chúng ta yêu cầu nó viết một cái dòng lệnh sau. Hãy rồi cho tôi 5 câu nói đi. 5 câu nói truyền cảm hứng về động lực. Chat trên điện thoại nha, enter. Như vậy ứng dụng này nó còn hay hơn cả mấy cái ứng dụng chat GPT mà tự mạo danh nhá. Có hay không ạ? Ngay trên điện thoại dùng chat GPT mọi lúc mọi nơi. Nào ai thấy đây một cái app quá hay thì comment hay xuống ạ. Có hay không anh chị ơi? Điện thoại mà. Tao hỏi màn hình bé tí nhỉ? Tôi đang đều muốn trên điện thoại thôi mà. Ứng dụng tên là PoE. Và trong ứng dụng này nó có 3 con robot để khác nhau, 3 con AI để anh chị chat. Anh chị có thể xem được người khác họ đang chat gì, xem những ý tưởng hay ho về writing, về summary, về recommendation, về nuôi dạy con. Về những cái điều vui vẻ. Đấy. Đây là những điều vui vẻ mà mọi người đang làm này. Đấy, viết một bài thơ chẳng hạn, viết một bài hát chẳng hạn. Được chưa ạ? Đây, nó đây là viết một bài hát, yêu cầu con chat GPT tạo ra một bài hát này. Đó. Poll, đúng rồi. À các anh chị search từ poll trên điện thoại mình đi. Có anh chị nào tìm thấy rồi thì comment số 1 xuống nào. Tải được hết mà. Nó có cái icon dễ thương như này này, đây này. Icon của robot này nè. POE, rõ chưa? Đấy. Thì chúng ta không chỉ chat dùng, đúng không? Đúng rồi ạ. Chúng ta không chỉ là ra những câu lệnh với chat GPT ở đây. Chúng ta dùng nó miễn phí, thậm chí không phải tải, không phải mất tiền với chat GPT. Chat mọi lúc mọi nơi, hỏi mọi lúc mọi nơi và xem những người khác dùng như thế nào. Có tuyệt vời không ạ? À? Không cần đăng nhập chat GPT. Cái hay của nó là chỗ đấy. Cái này còn hay hơn cái ứng dụng chat GPT mà anh chị bị mạo danh trên App Store nha. Cẩn thận tải nhầm. Tôi chỉ cho anh chị là cái chuẩn luôn, không chỉ chuẩn mà lại rất hay. Đấy. Chúng ta có thể xem những nội dung của người khác viết nữa. Đấy. Và chúng ta có thể yêu cầu dòng lệnh ngay ở đây. Có tiện không ạ? Android có không anh chị ơi? Đây là trên iOS. Tôi nghĩ là Android có. Android chưa có à? Đây là một cái app rất là hay nhé. Anh chị nào check cho tôi Android có. Không à? Xem icon. Rồi tôi cho chị tìm luôn. Tại sao tôi lại giới thiệu cho chị cái app này? Vì nó còn hay hơn cả mấy cái app của chat GPT nhé. Android không có à? Ok, có thể là Android thì không có thật. Tôi cũng không rõ nhưng mà tôi đang dùng iPhone và tôi thấy là tìm cái ứng dụng này rất là tiện anh chị ạ. Chúng ta có thể chat với chat GPT hoàn toàn miễn phí. Và chúng ta có thể xem những người khác chia sẻ những gì hay ho nhé. Rất là hay. Ok, rồi.